Rồi cái bài thứ hai mà mình học là bài heo phế quản nha. Thì cái khi mình học bài hen phế quản mình sẽ so sánh với bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nha. Thì mình thấy người ta nói là hen phế quản định nghĩa. À, nếu như mình học cái bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì mình đọc hướng dẫn của GOLD. Thì mình học cái bài hen phế quản mình sẽ đọc hướng dẫn của GINA ha. Tương tự vậy khi mình đọc thì mình sẽ đọc từ 2014 trở về sau này, tốt nhất là nên đọc những năm mà 2017, 18, 19. Tuy nhiên thì mình sẽ thấy là nhiều khi cái tiêu chuẩn của nó, tiêu chuẩn chẩn đoán đó, nó không có thay đổi cho đó. Người ta sẽ không cập nhật vào những năm sau, người ta chỉ cập nhật vào những cái vấn đề điều trị thay đổi thôi. Do đó nếu mình đọc 2018, 2019 mà mình thấy không có liên quan gì tới chẩn đoán hết thì mình sẽ đọc những cái tài liệu trước đó. Nhưng mà trước 2014 thì đừng nên đọc. Người ta định nghĩa theo Sina hen phế quản là bệnh không đồng nhất, thì mình phải hiểu cái từ không đồng nhất là sao. Ví dụ như không đồng nhất có nghĩa là hồi nãy mình nói rồi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là triệu chứng dai dẳng kéo dài, nghĩa là người ta nói tay vô người ta khám em là từ sáng tới chiều tôi cứ ho khò khè khó thở, thì không có bớt, có khi gì nó đỡ đỡ tí xíu nhưng mà vẫn ho khò khè khó thở. Còn hen phế quản khi người ta đi khám ta sẽ nói với mấy bạn là ví dụ như buổi sáng trời lạnh tôi khò khè khó thở lắm, nhưng mà tới trời nắng lên tôi hoàn toàn bình thường. Có người thì người ta bị dị ứng với phấn hoa, người ta sẽ nói với bạn là tôi đi vô, mỗi lần tôi đi vô vườn là tôi khó thở, nhưng mà ra khỏi vườn thì tôi khỏe bình thường. Hoặc là mùa đông á, thì tôi khó thở nhiều hơn, mùa hè nắng nóng thì tôi không có bị khó thở. Thì mình sẽ thấy là triệu chứng nó không đồng nhất, dụ như không đồng nhất giữa ban ngày và ban đêm, không đồng nhất giữa mùa này và mùa khác, có nghĩa là có lúc thì bị có lúc thì không. Do đó người hen phế quản người ta mới dùng cái từ là không đồng nhất, thay đổi theo thời gian mà cường độ nó cũng khác. Ví dụ như có người thì hai người đều dị ứng phấn hoa, nhưng mà bệnh có bệnh nhân thì nói là tôi khó thở nhiều hơn khi tôi vào cái vườn hoa, nhưng có bệnh nhân nói là tôi khó thở tới muốn xỉu luôn trong vườn hoa luôn, nghĩa là cái cường độ nó sẽ thay đổi. Do đó người ta nói là hen phế quản người ta định nghĩa thứ nhất là một bệnh không đồng nhất, cái thứ hai nó sẽ thay đổi theo cường độ và theo thời gian. Thì đó một cái ca lâm sàng mình sẽ thấy là người ta khai với mình buổi trời lạnh khò khè khó thở, rồi trời nắng thì không có bị, rồi vào những cái môi trường đặc biệt như vào máy lạnh thì khò khè khó thở nhiều hơn. Thì lúc đó mình phải định nghĩa trong đầu mình là cái ca này có thể là hen nhiều hơn là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Có một điều mình sẽ làm là mình thấy năm 2012 tần suất mắc hen người lớn ở Việt Nam là 4,1%, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 4,2%. Mình thấy hai cái tỷ lệ hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn ở Việt Nam là tương đương nhau, nhưng mà mình đi lâm sàng mình sẽ thấy giống như là tỷ lệ là 11 vậy đó. Có nghĩa là 10 ca bị COD thì có một ca bị hen phế quản. Tại mình thấy là hầu như mình đi bệnh viện, mấy bạn đi mấy bạn thấy như mình thấy trong khoa hô hấp toàn là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thôi, còn hen phế quản nhiều khi là các bạn đi qua một đợt lâm sàng không có ca nào hen hết. Thì thật sự không phải là tỷ suất bị hen phế quản ở Việt Nam nó thấp, mà là tuổi. Thì trong những cái mốc này nè, mình sẽ thấy có một cái mốc đặc biệt
là cái tần suất nó sẽ mắc cao nhất là ở người trẻ dưới 19 tuổi. Mình thấy người ta chia cái mốc là 19 tuổi, thì tại sao người ta lại chia cái mốc như vậy? Thì mình sẽ thấy á, hen phế quản mà về mặt điều trị á, quản lý người ta sẽ chia là dưới 18 tuổi và trên 18 tuổi. Vì dưới 19 tuổi và trên 19 tuổi, tại vì nếu mà dưới 19 tuổi á, khi mình điều trị cho bệnh nhân mà mình điều trị tới liều thấp nhất của cái corticoid đường thấp này, có nghĩa là bây giờ cái liều thấp nhất người ta cho là cái liều khoảng 160 mg corticoid xài một lần một tuần, mà bệnh nhân đáp ứng trong vòng 12 tháng không có khởi phát bất kỳ một cơn hen phế quản nào nữa, kiểm soát hen được, thì những bệnh nhân dưới 19 tuổi người ta cho mình ngưng thuốc. Nhưng đối với những bệnh nhân trên 19 tuổi, mặc dù mình đã xài liều thấp nhất trong vòng 12 tháng, bệnh nhân không có lên một cơn hen nào hết, hen phế quản kiểm soát hoàn toàn, nhưng không có chỉ định ngưng thuốc corticoid, có nghĩa là vẫn phải xài dùng liều thấp đó, xài kéo dài. Tại vì người ta sẽ thấy trên bệnh nhân mà trên 19 tuổi thì cái nền viêm của nó còn rất là nhiều, nếu mình ngưng cái corticoid đường thích thì bệnh nhân đó vẫn là cái nền viêm nó còn, và khi bệnh nhân tiếp xúc với yếu tố nguy cơ thì nó sẽ tăng lên đột ngột mà bệnh nhân sẽ vào cơn hen cấp. Mà mình sẽ thấy là đáp ứng đường thở của bệnh nhân hen rất là dữ dội, nhiều khi người ta vào cái cơn hen đang đi giữa đồng lên cơn hen khò khè khó thở không có ai hết, hoặc là đưa vào không có xịt thuốc giãn phế quản kịp thì bệnh nhân nó có thể tử vong luôn ha. Do đó là đối với những bệnh nhân trên 19 tuổi mà có hen phế quản thì hầu như không có chỉ định ngưng thuốc. Rồi. Về hen phế quản mình sẽ thấy nó có hai loại, yếu tố chủ thể và yếu tố môi trường. Yếu tố môi trường hay người ta còn có một cái định nghĩa hay gặp là người ta nói là hen nghề nghiệp á. Ví dụ như có những cái trường hợp nào mà mình thấy người ta làm ví dụ như sơn tường, hoặc là người ta làm trong những cái sơn xe Honda, nói chung là những cái chất sơn á, thì nó sẽ gây nên nó cái phản mùi của nó rất là dữ. Thì đó có những cái bệnh nhân người ta làm trong cái môi trường đó, người ta sẽ khò khè khó thở, miễn buổi chiều ra khỏi cái nơi làm việc thì người ta rất là khỏe, ta gọi đó là hen nghề nghiệp. Nhưng mà phần lớn hen phế quản dụ như COPD thì do yếu tố là ô nhiễm môi trường là chủ yếu đạo, thì hen phế quản là do yếu tố chủ thể là chủ đạo. Yếu tố chủ thể là do gen, cha mẹ mắc hen phế quản thì con cái khả năng bị hen phế quản nhiều hơn. Gia đình mà có người bị nổi chàm, mề đay, tiền sử dị ứng thì con cái sẽ bị nhiều hơn. Ngoài ra do yếu tố nội tiết, nội tiết là thường gặp nhất là ở thai kỳ á, có nghĩa là nếu như mà một bệnh nhân bị hen phế quản vào thai kỳ, nó sẽ rơi vào ba dạng. Một là vào thai kỳ hen phế quản sẽ nặng hơn, thứ hai là vào thai kỳ hen phế quản nó sẽ kiểm soát tốt hơn, bệnh nhân giảm triệu chứng hen, thứ ba là vào thai kỳ sau khi có thai bệnh nhân hết hen phế quản, tại vì nó thay đổi nồng độ nội tiết tố nha. Thì thường người ta sẽ thấy là cái trường hợp mà vào thai kỳ hen phế quản nặng hơn là thường gặp nhất. Ngoài ra là có một cái hen người ta gọi là hen do gắng sức, nghĩa là bệnh nhân đó sinh hoạt bình thường, làm gì cũng bình thường hết, miễn mà bệnh nhân mà có một số bạn á, là mỗi lần đi đá banh nó là lên cơn khò khè khó thở, đá banh xong nghỉ không đá banh nữa, không có làm gì gắng sức nữa thì hết lên cơn hen, người ta gọi là hen gắng sức ha. Thì những trường hợp đó là những trường hợp mà vẫn là hen, là người ta sẽ có cái cách điều trị để giúp cho bệnh nhân có thể gắng sức đồ bình thường, nhưng mà những cái đó mình phải lưu ý. Thì yếu tố dị nguyên của hen phế quản nó có rất là nhiều ha, thì trong những yếu tố này thì thường gặp nhất là bụi mặt nhà, ngoài ra có thể là lông chó mèo, hoặc là những cái chất kích thích mùi mạnh giống như là những cái chai xịt côn trùng á, những cái thuốc khử trùng, hoặc là do thời tiết lạnh, hoặc là do thay đổi thời tiết do phấn hoa. Thì hiện tại á, là lúc trước là ở thành phố Hồ Chí Minh á, bệnh viện Đại học Y Dược á, người ta có cái những cái hóa chất người ta test dị nguyên á, nghĩa là mọi người ta sẽ nhỏ vào trên cái bề mặt của cái vùng cẳng tay đường kính khoảng 1 cm, ví dụ như là tôm, cua, muỗi mạt nhà, rồi sau đó người ta sẽ coi coi cái độ mà phản ứng da đó đó,
test da nó có bán kính bao nhiêu, sau khoảng 30 phút người ta theo dõi nên ta quyết định bệnh nhân có dị ứng cái đó không. Ví dụ như người lớn của mình, ví dụ như mình tiếp xúc với cái chất đó thì mình có thể có những triệu chứng mình biết mình dị ứng, nhưng mà người ta sợ nhất là trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ thì ví dụ như thấy nó cứ khò khè khó thở mà không biết cho nó bị dị ứng cái gì, thì lúc này người ta sẽ đi test cái đó, tại vì nhiều khi khò khè khó thở gây ngưng ngưng thở luôn, tử vong luôn. Thì hiện tại ở Cần Thơ là có bệnh viện Da liễu Cần Thơ là có test này ha, test được mấy chục chất kìa. Thì về sinh bệnh học của hen phế quản mình sẽ thấy là nó có viêm, tăng phản ứng và tái cấu trúc đường thở. Thì cái điều này mình sẽ thấy nè, vào những năm trước năm 80, 70 thì người ta thấy là co thắt phế quản là chủ yếu. Nhưng sau năm 80 người ta thấy có quá trình viêm nhiễm, đặc biệt là tăng nồng độ bạch cầu ngoại toan trong máu. Sau này nữa người ta phát hiện ra nó có cơ chế tái cấu trúc đường thở. Thì đây là cái điều giải thích hồi nãy mình học cái định nghĩa hen phế quản là một bệnh lý không đồng nhất. Và sau khi mình điều trị bệnh nhân hen phế quản vào cái cơn hen phế quản cấp, ra khỏi cơn hen phế quản là chức năng hô hấp bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Do đó là hen phế quản là tỷ lệ bệnh nhân bỏ trị rất là cao, tại vì sau khi bệnh nhân ra khỏi cơn cấp người ta sinh hoạt bình thường, mình kêu người ta điều trị thuốc, ta nói giờ tôi thấy việc điều trị hay không điều trị nó không có ý nghĩa, nhưng mà cái nền viêm thì nó vẫn còn cái đó, người ta không có biết người ta sẽ bỏ trị. Nhưng một khi hen phế quản mà không kiểm soát nó dẫn đến tái cấu trúc đường thở thì lúc này là bệnh nhân của mình là sẽ khó thở dai dẳng, triệu chứng lâm sàng nó cũng sẽ giống như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tại vì bây giờ nó đã xơ hóa rồi thì nó không thể hồi phục nữa. Do đó làm test giãn phế quản bệnh nhân đó vẫn là hội chứng tắc nghẽn và không đáp ứng với test giãn phế quản. Vì vậy mà hen phế quản người ta khuyên là nên kiểm soát, tránh để bị tái cấu trúc đường thở này nha. Thì mình sẽ thấy nè, cơ chế của đây là một cái hình ảnh của một cái đường thở bình thường, đây là một cái hình ảnh của một đường thở bệnh nhân ví dụ như bị co thắt phế quản, ví dụ như người ta bị dị ứng với chất phấn hoa đi, thì khi người ta hít vô cái đường thở bệnh nhân đó, người ta sẽ nó đáp ứng bằng cách nó co thắt phế quản rất là dữ dội. Do đó trong những trường hợp này người ta mới lý giải tại sao hen phế quản mà người ta phải sử dụng magie sinh phát trong những trường hợp mình sử dụng thuốc giãn phế quản đơn thuần mà không có ra cơn được. Thì thậm do đó khi mà mình thấy cái hình này nè, mình sẽ để ý tới khi mình quay lại lâm sàng á, mình nghe mình khám một cái ca hen phế quản thì mình sẽ phát hiện cái hội chứng tắc nghẽn để mình coi bệnh nhân có vào cơn hen phế quản không. Nhưng nếu như mà mình nghe một cái ca lâm sàng người ta bị hen phế quản, người ta nhập cấp cứu đi, mình nghe mình không có thấy ram gì hết, thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp: một là hen phế quản mức độ nhẹ, không có co thắt phế quản nhiều; trường hợp thứ hai là nó co thắt dữ dội, bệnh nhân không thể hít vào được, do đó mình sẽ không nghe thông khí. Do đó khi mình khám một cái ca hen phế quản mà mấy bạn không có nghe ranh rít ranh ngáy gì hết, mấy bạn phải nhìn lại cái tri giác bệnh nhân. Nếu tri giác bệnh nhân mà người ta đang lơ mơ không biết gì hết, nghĩa là hen phế quản rất là nặng, các bạn phải xử trí ngay, thậm chí phải đặt ống thở luôn. Còn nếu như mình nhìn lại bệnh nhân thấy thở bình thường, nói chuyện giao tiếp bình thường thì có thể là hen phế quản này nhẹ thôi, mình có thể trì hoãn cái xử trí cấp cứu ban đầu. Thì đối với bệnh nhân hen phế quản là mình sẽ xử trí trước rồi hỏi bệnh sau. Ví dụ như một ca vào viện tiền sử khò khè, tiền sử là hen phế quản vào viện khò khè khó thở, đang nói chuyện không nổi, thì mình phải xử trí cho ra cơn trước rồi mình mới hỏi lại bệnh sử. Mấy bạn lui cua mấy bạn hỏi bệnh sử xong quay qua bệnh nhân tiếng ngắt. Viêm đối với bệnh nhân hen phế quản nè, thì khi mà do gen hoặc là do môi trường nó khởi phát một tính viêm đường thở thì nó sẽ gây tăng phản ứng đường thở và tắc nghẽn luồng dẫn khí, do đó mới khởi phát nên cái cơn hen phế quản. Các bạn nhớ ha, đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì người ta sẽ sử dụng thuật ngữ là đợt cấp, tại vì mình nói là triệu chứng nó dai dẳng, khi nào mà nó vào một cái cơn cấp thì người ta gọi là đợt cấp, ra khỏi đợt cấp thì triệu chứng nó vẫn khó thở dai dẳng. Còn hen phế quản có cơn là gì, mình dùng cái từ cơn hen phế quản cấp có nghĩa là bình thường, người ta sinh hoạt bình thường, người ta vào một cái cơn cấp, điều trị ra khỏi cơn cấp người ta hoàn toàn bình thường. Do đó cái nền của người ta ngày bình thường nó không có triệu chứng gì hết, giống như một cái người bình thường vậy. Do đó người ta không có dùng là cái từ đợt cấp hen phế quản, thì thường người ta sẽ dùng cái từ cơn nhiều hơn. Cái chữ tăng phản ứng đường thở nè, cái này là điểm khác biệt giữa
những bệnh nhân hen với nhau. Ví dụ như người ta sẽ không có đánh đồng giữa những bệnh nhân hen mà người ta so mức độ, ví dụ như hai ca lâm sàng đều bị hen phế quản, đều có dị ứng với phấn hoa, nhưng không phải ca nào vào trong cái vườn hoa đều bị lên cái cơn hen phế quản nặng. Có ca thì đáp ứng rất là dữ dội, thậm chí ngưng thở, nhưng có ca chỉ là khò khè nhẹ thôi, xịt thuốc giãn phế quản là hết. Do đó là cái điểm khác biệt giữa bệnh nhân hen là cái phản ứng đường thở nó khác nhau. Viêm trong hen phế quản mình nói rồi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tế bào gây viêm chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, nhưng tế bào gây viêm trong hen phế quản chủ yếu là bạch cầu ái toan. Vì là bạch cầu ái toan nên điều trị cái bệnh lý hen phế quản, cái thuốc mà gọi là chủ đạo là phải corticoid đường hít. Trong khi bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, corticoid đường hít là phải có chỉ định mới xài. Tuy nhiên mình sẽ thấy cái này không phải là tất cả 100% bệnh nhân hen phế quản đều tăng nồng độ bạch cầu ái toan trong máu. Một số thể lâm sàng phenotype của bệnh nhân là bị tăng bạch cầu đa nhân trung tính, thì những trường hợp đó mình khi mình điều trị corticoid đường hít, bệnh nhân không có cải thiện lâm sàng rõ rệt thì mình phải tầm soát coi nó có là thuộc cái phenotype là hen phế quản do tăng bạch cầu đa nhân trung tính không. Nếu có tăng bạch cầu đa nhân trung tính thì mình kiểm soát bằng thuốc giãn phế quản và tình trạng nhiễm trùng, chứ không kiểm soát bằng cái tăng liều corticoid. Này là mô tả cho mình thấy là cái phản ứng diễn nguyên kháng nguyên kháng thể, thì mình sẽ thấy là thường mình tiếp xúc với chất diễn nguyên lần đầu thì nó không có gây nên cái hiện tượng là đáp ứng kháng nguyên kháng thể, tại vì lúc này lần đầu là nó mới hình thành kháng thể thôi. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi nó tích lũy kháng thể càng nhiều thì chỉ cần tiếp xúc với kháng nguyên thì nó sẽ gây nên một cái phản ứng đáp ứng ngay, là gây nên cái phản ứng là tăng phản ứng đường thở rất là nhiều. Do đó có một số người ta nói là tôi đã đi vườn hoa 2-3 lần rồi, lần thứ nhất lần thứ hai không bị gì hết, lần này tôi mới khò khè khó thở. Thì thật sự là nó vẫn nằm trong trường hợp là dị nguyên, chứ không phải là mình nói là hồi đó 2-3 lần trước không bị, tại sao lần này bị. Thì khi mình đi học á, nó có cái phần điều trị á, dùng thuốc kháng sinh á, thì theo Bộ Y tế là có một số thuốc mình phải test thuốc trước. Nhưng mà có một cái ca lâm sàng là hồi đó là người ta chích streptomycin á, thì chích ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba bệnh nhân đều có test thuốc hết. Sau 3 ngày đó người ta thấy bệnh nhân không có phản ứng gì, không có dấu hiệu mà phản ứng gì hết, đang nghĩ là rồi ổn rồi, ngày thứ tư là không chích, thì ngày đó bệnh nhân vô sốc phản vệ. Thì nhiều khi 3 ngày đầu nó không có hình thành cái đủ kháng nguyên kháng thể, nó không có gây nên cái hiện tượng đáp ứng kháng nguyên kháng thể, thì tới ngày thứ tư nó đủ rồi nó mới gây nên cái phản ứng. Như vậy mà mình nhớ hay những cái gì mà người ta quy định là test thì mình phải test, còn cái nào người ta không cần test thì mình đừng có test. Giống như là cái xét xong vậy đó, không ai kêu test hết, rồi cái tối ngày ca nào vô mình cũng test hết, rồi xong cái tự nhiên cái nó bị mình chích làm sao nó bị đỏ lên, cái mình nói rồi dị ứng không biết xử lý làm sao. Có những cái thuốc người ta không cần test thì mình không có cần phải kiểm tra ha. Rồi tế bào viêm đường thở, cái này mình phải học ha. Viêm cấp trong hen phế quản do những tế bào nào, viêm mạn trong hen phế quản do những tế bào nào, và vì sao nó gây nên cái cơ chế tái tạo. Tái tạo có nghĩa là nó làm dày màng nền, phì đại cơ trơn và nó tăng tuyến nhầy. Và khi nó tái tạo cái những cái cấu trúc này thì nó sẽ gây tắc nghẽn đường dẫn khí không hồi phục. Cho đó lâm sàng mình học là hen phế quản là một cái bệnh lý mà thay đổi, rồi bệnh nhân đó là đáp ứng hồi phục hoàn toàn. Nhưng có những trường hợp mình thấy lâm sàng tại sao bệnh nhân nói là tôi điều trị ra cơn rồi tôi vẫn khò khè khó thở dai dẳng, có nghĩa là nó đã tiến tới tái cấu trúc đường thở. Nên điều trị hen phế quản mà nếu để tới cái bước tái cấu trúc đường thở là điều trị rất là dở, tại vì hen phế quản mình điều trị bệnh nhân đáp ứng rất là tốt. Thì cái đây là một cái hình ảnh mà người ta minh họa về sinh bệnh học của hen phế quản. Thì khi tiếp xúc với dị nguyên thì đại thực bào hoặc là bào tương bào
nó sẽ kích thích những cái các tế bào để mà tiết ra các hóa chất trung gian. Mình thấy là trong cái hình chủ yếu là bạch cầu đa nhân ái toan, nhưng vẫn có một nhánh tương bào tiết ra bạch cầu đa nhân trung tính. Do đó, đó là lý do người ta giải thích tại sao trong những trường hợp bệnh nhân bị hen phế quản mà sử dụng corticoid đường hít không có đáp ứng hoàn toàn. Thì nó sẽ đối với những trường hợp mà nó gây nên là tăng sản tuyến nhầy, nó làm sơ hóa dưới biểu mô, làm phì đại cái màng nền, thì những trường hợp này là nó sẽ gây tái cấu trúc đường thở và nó sẽ không hồi phục được. Vì vậy mà bệnh nhân sẽ có triệu chứng dai dẳng kéo dài. Về chẩn đoán hen phế quản thì mình nhớ mình sinh viên mình là cứ bốc thăm vô một cái ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chẩn đoán phân biệt với hen phế quản. Bốc thăm vô một cái ca hen phế quản thì chẩn đoán phân biệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng mà mình phải coi lại coi nó có yếu tố nguy cơ không. Nhiều ca bệnh nhân 10 năm chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đang quản lý rất là tốt, đợt này tự nhiên cái bệnh nhân bị ho đàm mũ sốt nhập viện, nếu mình bốc thăm vô thì mình chẩn đoán phân biệt hen phế quản mình thấy vô lý. Do đó mình muốn chẩn đoán hen, thứ nhất là bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng, và cái thứ hai là vẫn là đo chức năng hô hấp ha. Nhưng mà triệu chứng lâm sàng là bệnh nhân phải có hai trong bốn tiêu chí là ho, khò khè, khó thở, nặng ngực. Triệu chứng này thay đổi theo thời gian và cường độ, kèm theo đó có tiền sử bản thân gia đình. Dạo như bản thân là bị chàm, mề đay, tiền sử hồi nhỏ được chẩn đoán hen phế quản, hoặc là tiền sử hồi nhỏ có ho, khò khè, khó thở kéo dài. Gia đình có bố mẹ bị mắc hen phế quản, ông bà mắc hen phế quản hoặc là nổi chàm mề đay thì mình mới nghĩ tới hen phế quản. Rồi đặc biệt là khởi phát lúc còn trẻ. Còn một ca 60 tuổi hút thuốc lá 20 gói năm được chẩn đoán là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đo chức năng hô hấp rồi luôn. Rồi cái vào viện điều trị quản lý 10 năm tới mình đi chẩn đoán phân biệt là hen phế quản. Rồi trong khi bệnh nhân đang quản lý rất là tốt nên nó không có lý do gì mình phân biệt hết. Thì đối với những ca mà mình lấn cấn khi nào mà bệnh nhân có tiền sử bản thân bệnh nhân hoặc gia đình có yếu tố nguy cơ thì mình mới nghĩ tới ha. Thì để chẩn đoán phân biệt giữa hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, thì người ta vẫn là đo chức năng hô hấp. Thì khi người ta làm cái test hồi phục phế quản thì đối với bệnh nhân hen phế quản là nó sẽ đáp ứng với test hoàn toàn, gọi là đáp ứng với test khi mà FEV1 tăng 12% và 200 ml ha. Sau khi làm test giãn phế quản, mình nhớ cái phần lưu lượng đỉnh. Lưu lượng đỉnh có nghĩa là cái máy mà người ta đo cái dao động lưu lượng đỉnh sáng chiều của bệnh nhân. Nếu mà trong một ngày thì nó chỉ tăng 10% thôi, còn nếu mà mình cho bệnh nhân phun test giãn phế quản thì nó phải trên 20% mới gọi là có đáp ứng nha, mới chẩn đoán. Ngoài ra là đối với bệnh nhân hen phế quản á, không phải lúc nào mình chức năng hô hấp của bệnh nhân hen phế quản, tại vì hen phế quản là thường nó là có cơn, nhiều khi tới ngày bệnh nhân đi khám bệnh nhân không có lên cơn hen, tại vì hôm qua tôi khò khè khó thở tôi đi khám thôi, thì bữa nay người ta đã bị hết ra khỏi cái cơn đó rồi do mình đo chức năng hô hấp hoàn toàn bình thường. Thì đó đối với bệnh nhân hen phế quản mình đo chức năng hô hấp mà ra kết quả bình thường thì mình không có loại trừ bệnh nhân bị hen phế quản, mà đối với bệnh nhân hen phế quản là mình có thể điều trị thử. Nếu mình nghi ngờ về cơn lâm sàng bệnh nhân này, tôi nghi ngờ hen phế quản mà những cái bằng chứng về cái hô hấp ký nó không có ủng hộ thì tôi vẫn điều trị thử. Do đó cái việc mà điều trị thử là dùng cho hen phế quản chứ không có dùng cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái này là một cái hình cho mấy bạn thấy là người ta đo cái lưu lượng đỉnh. Cái hình đầu tiên là hình bình thường, có nghĩa là cái hình vuông là đo lưu lượng đỉnh buổi tối, hình tròn màu đỏ là lưu lượng buổi sáng, thì mình thấy dao động sáng chiều của bệnh nhân là nó rất là thấp dưới 10%. Còn đối với bệnh nhân hen phế quản mình thấy dao động sáng chiều của bệnh nhân nó lớn hơn 10%. Thì đó là mới gọi là từng cơn đó. Nó thay đổi, nó dao động bất thường. Còn này là hình ảnh của một bệnh nhân mà hen phế quản mà đo hô hấp ký, mình sẽ thấy là màu đỏ có nghĩa là bệnh nhân này mình cho đo hô hấp ký. Trước khi đo hô hấp ký, trước khi làm test giãn phế quản mình cho bệnh nhân đo nó rất là thấp, nó giống như một bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vậy đó. Rồi sau đó mình cho bệnh nhân, mình thấy cái đường màu xanh xanh lam á,
là cái đường này là của một người bình thường. Thì trước khi cho bệnh nhân sử dụng thuốc với dạng quản á, giãn phế quản, thì cái đường này nó bị lõm xuống, nó bị gập gốc. Nhưng sau khi mình sử dụng thuốc giãn phế quản thì đường này nó nở lên và mọc xanh lá cây. Do đó mình sẽ thấy là nó đáp ứng đối với hen phế quản là đáp ứng với test giãn phế quản hoàn toàn. Đấy, khi mình nhìn cái hình này nè, một cái ca mà mình thấy sau khi mình cho thở cái thuốc giãn phế quản mình đo lại mà cái đường thở nó không có bung lên thì mình ấy vẫn gập gốc, đáp ứng không hoàn toàn, thì mình có thể nghĩ tới bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Do đó người ta nhìn hình thì người ta có thể ước đoán được cái bệnh lý á. Cái này là hình mà cho mình coi là cái hình mà bên trái á, mình thấy để chữ FEV1 á, là hình đo chức năng hô hấp. Thì mình sẽ thấy là hình đo chức năng hô hấp mình thấy người ta ngậm ống người ta thổi thôi. Do đó mấy cái ca mà đo chức năng hô hấp người ta phải chụp X-quang ngực loại trừ lao phổi. Chứ nếu như mà mình hướng dẫn bệnh nhân thổi mấy ca này lao mà thổi với cái lưu lượng lớn vậy thì cái tỷ lệ lây rất là cao, lây luôn cái ống ngậm, lây cho những bệnh nhân phía sau nữa. Còn cái hình thứ hai là cái hình đo lưu lượng đỉnh, này là cái máy cầm tay đây. Thì ở bên nước ngoài là mỗi một bệnh nhân hen phế quản thì đều có một cái máy đo lưu lượng đỉnh, nhưng mà ở Việt Nam của mình á là thường thì bệnh nhân hen phế quản không có phát cho bệnh nhân cái này, mà cái này dùng trong nghiên cứu, có nghĩa là người ta sẽ thay cái đầu ngậm á để người ta muốn chẩn đoán bệnh nhân, thì cứ mỗi người vô đo thì lấy một cái đầu ngậm mới cho bệnh nhân thổi để theo dõi, rồi chỉ thay đổi đầu ngậm thôi. Máy thì thường mình chỉ có một máy thôi. Thì mình nói rồi về hen phế quản là nó có tăng phản ứng đường thở, do đó nếu những trường hợp khó quá thì người ta sẽ dùng những cái test mà người ta kích thích đường thở như sử dụng là metoclopramide hoặc là histamine hoặc là mannitol, hay là cho bệnh nhân vận động để nó kích thích cái đường thở, nó gây phản ứng đường thở người ta đo. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta đo cái nồng độ FEV1 khi mà người ta kích thích bằng histamine hoặc là metoclopramide, thì mình thấy nếu mà người bình thường á thì sau khi mình kích thích thì nó cũng có co thắt đường thở, nhưng mà nó giảm khoảng 20%, dưới 20%. Nhưng nếu bệnh nhân có tăng phản ứng đường thở thì nó sẽ giảm trên 20%, tùy vào mức độ mà nó có nhẹ, trung bình và nặng. Nhưng mà thường cái này người ta sẽ không có làm, tại như mình nói rồi, phản ứng đường thở của mỗi cơ địa là khác nhau. Nếu như mà mình đâu có biết được là bệnh nhân này nó đáp ứng như sao, mình vừa tiêm vô bệnh nhân ngưng thở thì nó rất là nặng nề. Do đó là thường người ta sẽ không làm cái test này. Mà nếu như người ta nghi ngờ mà những cái X-quang ngực thì hoàn toàn không có tổn thương gì khác, người ta đã loại trừ những cái bệnh lý liên quan hết rồi, người ta vẫn còn nghi ngờ là hen phế quản thì người ta điều trị thử luôn, coi đáp ứng điều trị. Rồi. Ngoài ra ha, mình có thể thăm dò cái tình trạng dị ứng bằng làm test da, bằng đo IgE về X-quang ngực. Thì nếu bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hình ảnh chủ yếu là hình ảnh khí phế thủng, thì trên cái bệnh nhân hen phế quản X-quang ngực hình ảnh chủ yếu là bình thường, có hình ảnh ứ khí có thể có, nhưng mà hầu như phần lớn là bình thường. Về xử trí cơn hen ha, cơn hen người ta cũng định nghĩa là tăng ho, tăng khò khè, tăng khó thở, nhưng cần phải thay đổi điều trị hàng ngày. Thì đối với hen phế quản á, người ta sẽ xác định yếu tố nguy cơ tử vong do hen để người ta kiểm soát. Ví dụ như một bệnh nhân mà hen phế quản người ta mức độ nhẹ đi, người ta vào viện mình chẩn đoán hen phế quản mức độ nhẹ mà người ta rơi vào những cái yếu tố nguy cơ nè, là mình phải luôn luôn theo dõi, luôn luôn cảnh báo, thậm chí là mình có thể nâng cái bậc điều trị ở mức trung bình nếu người ta ở mức nhẹ thôi, tại vì cái khả năng người ta lên cái cơn khò khè nặng nề đó, nó rất là cao. Ví dụ như hen phế quản mà có tiền sử vào viện siêu hấp mà cần phải thở máy là mức độ nặng, là có yếu tố nguy cơ tử vong ha. Thứ hai là bệnh nhân mà người ta sử dụng corticosteroid kéo dài thì nó gây nên hiện tượng là lờn cái corticoid đó. Còn nếu mà người ta vừa ngưng ICS là corticoid đường hít đó, thì nó cái nền viêm nó tăng lên rất là mạnh, khả năng mình kiểm soát không được. Bệnh nhân lạm dụng những cái thuốc kích thích beta 2 thì nó cũng gây mất giảm những cái thụ thể kích thích beta 2 và gây nên hiện tượng lờn thuốc. Bệnh nhân mà tiền sử tâm thần
hoặc sử dụng thuốc tâm thần á, thì mình sẽ cảm thường là mình sẽ nếu một cái ca mà hen phế quản thường người ta cũng có thể mắc bệnh trầm cảm, nhưng nếu vô viện bệnh nhân khai khó thở thì mình sẽ nghi ngờ có thể là cái ca này ổng bị trầm cảm lo lắng quá ổng khai khó thở, chứ mình không nghĩ là người ta khó thở do cái hen phế quản rồi mình bỏ luôn, mình không điều trị không, mình không quan tâm tới bệnh nhân thì mình xử trí không có đúng mức, tới hồi người ta lên cơn khò khè khó thở thì mình làm không kịp. Do đó là đối với những trường hợp tiền sử tâm thần hoặc sử dụng thuốc tâm thần á, nó được xếp vào yếu tố nguy cơ tử vong do hen, tại vì mình nó là một cái dấu hiệu cảnh báo mình có thể đánh giá sai cái mức độ của hen. Thì để chẩn đoán một cái cơn hen phế quản cấp á, thì thường là có dấu hiệu tiền triệu, bệnh nhân có thể ngứa họng, ngứa mũi. Rồi sau đó bệnh nhân nói với mình là tôi mắc ho, ho ra được cái cục đàm thì tôi cảm thấy giảm khò khè khó thở. Mình khám phổi thì có thể nghe được ranh rít ranh ngáy. Ngoài ra thì đối với trường hợp hen phế quản người ta có thể tự ra cơn, hoặc là đối với những trường hợp có thể sử dụng thuốc người ta mới ra được cái cơn hen phế quản. Thì thường ở trong bệnh viện của mình là mình sợ nhất là cái trường hợp mà những bệnh nhân mà đi phẫu thuật á, người ta có tiền sử người ta hen phế quản người ta không nói, thì tới khi mà người ta phẫu thuật xong á, thì đặc biệt kiểu như chấn thương chỉnh hình đi, người ta phẫu thuật thì người ta sẽ thường sau khi phẫu thuật người ta sẽ tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân. Thì hầu như những cái thuốc người ta tiêm thuốc giảm đau nó có thành phần là Voltaren, thì những cái bệnh nhân mà nó là non-steroid thì những bệnh nhân hen phế quản thì phần lớn là nó có tỷ lệ là nó dị ứng với cái thuốc mà Buscopan, là cái thuốc mà nằm trong cái nhóm non-steroid á. Thì khi mà nó có dị ứng thì nó sẽ xuất hiện dị ứng chéo, rồi mình chích Voltaren vô thì nó gây dị ứng lên cơn khò, vừa mổ xong vừa tiêm thuốc xong là bệnh nhân khò khè khó thở lên cơn hen liền. Nếu như mình lấn cấn mình không xử trí kịp là những bệnh nhân đã đặt nội khí quản luôn, thì cái này mình đi lâm sàng mình gặp rất là nhiều. Này, phân độ của cái hen phế quản thì phần lớn là dựa vào cái triệu chứng cơ năng. Thì mình nhớ ha, mình hỏi bệnh nhân, mình quan sát bệnh nhân, mình chẩn đoán phân mức độ, mình xử trí xong bệnh nhân ra khỏi cơn, oxy đảm bảo thì mình mới tìm coi coi mình mới lấy khí máu động mạch rồi mình mới điều trị mới hỏi bệnh rồi cho bệnh nhân, chứ không phải thấy một ca lâm sàng bị COH lui cui đi lấy khí máu động mạch nhìn lại bệnh nhân hồi nó bệnh nhân ngưng tim mất tiêu. Thì trong cái này mình sẽ thấy có một cái ca ở chỗ nguy kịch đó, cái chỗ khò khè mà ở phân mức độ nguy kịch đó, mình thấy cái chữ không nghe thấy nè, nghĩa là lúc nãy co thắt đường thở rất là dữ dội mà bệnh nhân không có hít vào được, mà những ca này rất là nặng rồi hầu như là phải đặt nội khí quản. Về điều trị hen phế quản người ta sẽ điều trị hai vấn đề, thứ nhất là co thắt phế quản, thứ hai là viêm đường thở. Vì vậy mà mình sẽ thấy người ta sẽ hai thuốc tác dụng vào chính, co thắt phế quản thì sử dụng thuốc giãn phế quản, viêm đường thở thì sử dụng corticoid. Do đó mình thấy ha, viêm đường thở trong hen phế quản thường là do dị nguyên hoặc là do virus, do đó kháng sinh không có chỉ định thường quy trong hen phế quản. Và nếu bệnh nhân có một ổ nhiễm trùng ở đâu đó, hoặc mình nghi ngờ này hen phế quản, cơn hen phế quản này khởi phát ra nhiễm trùng do vi khuẩn thì mới phải sử dụng kháng sinh. Do đó là ưu thế của hen phế quản là vẫn điều trị corticoid, bao gồm corticoid đường toàn thân và corticoid đường tại chỗ. Giãn phế quản thì nó về cái cơ chế sử dụng thì giống như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng mà corticoid thì mình nhớ nè, thì cái liều của nó vẫn là đường toàn thân là một methylprednisolone 1 mg/kg trên ngày ha. Thì sử dụng là có thể kéo dài tới trung bình 5 tới 7 ngày, kéo dài đến 14 ngày. Nhưng mà mình đối với bệnh nhân hen phế quản mình đi lâm sàng mình sẽ thấy một số bác sĩ người ta không có sử dụng corticoid đường hết. Thì những cái hướng dẫn, những cái đề tài nghiên cứu người ta thấy với mình là nên sử dụng corticoid đường hít đồng thời với corticoid đường toàn thân cho bệnh nhân cơn hen phế quản cấp. Vì người ta thấy là nếu bệnh nhân mà sử dụng corticoid đường hít á, nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ nhập viện, nghĩa là nếu một ca đã cơn hen đó mà vào trong khoa cấp cứu, mình cho đường toàn thân, mình cho đường hít luôn. Corticoid đường toàn thân, đường hít luôn thì bệnh nhân có thể ra cơn, có thể xuất viện mà không phải nhập vào bệnh viện. Còn nếu như người ta nhập viện thì nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ mà
giảm cái số ngày điều trị, giảm cái số ngày nằm viện, giảm cái tỷ lệ mà phải đặt nội khí quản, giảm cái tỷ lệ tử vong. Do đó người ta thấy là đối với bệnh nhân hen phế quản thì nên kiểm soát vừa đường toàn thân và vừa cái đường tại chỗ luôn. Rồi. Mình thấy điều trị thuốc giãn phế quản trong bệnh nhân hen phế quản thì ở đây người ta sẽ có hai cái loại thuốc mà người ta xài khác với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Một là adrenaline, thứ hai là magnesium sulfate. Thì adrenaline là nó tác động lên, thứ nhất nó kích thích lên tụ thể beta 2 gây giảm, thì nó sẽ là gây giãn phế quản. Cái thứ hai của nó là nó tác động vào cái việc là để làm cho bệnh nhân ra khỏi cái cơn co thắt phế quản, vì adrenaline dùng cho bệnh nhân sốc phản vệ đó. Do đó là người ta dùng cho những cái bệnh nhân đưa ra người ta ra khỏi cái việc mà đáp ứng với dị nguyên luôn. Do đó đối với bệnh nhân hen phế quản thì hai cái loại thuốc mà dùng cho giãn phế quản là adrenaline và magnesium sulfate, ngoài những cái thuốc giãn phế quản thông thường mà mình chú ý tới cái liều dùng á. Thì thường là magnesium sulfate là tài liệu có ghi ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta xài rất là nhiều, nhưng mà ở Cần Thơ mình, Đông Khoa Trung ương thì hình như chưa thấy xài. Đông Khoa thành phố hình như cũng chưa thấy, đại học bây giờ cũng chưa luôn. Thì tại vì mình nhớ magnesium truyền mấy cái ion á vào trong cái cơ thể á, là mình phải có kinh nghiệm để mình xài. Nếu chưa có người nào xài đầu tiên thì hầu như không ai dám xài hết. Tại vì khi mình truyền vô nhiều khi mình không có kiểm soát được biến cố tim mạch đi kèm, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh như Chợ Rẫy người ta xài rất là nhiều. Do đó cái việc người ta truyền magnesium sulfate thì mình thấy cái phác đồ điều trị nó có, còn ở dưới mình thì chưa thấy xài, với lại không, nếu mình chưa có ai xài thì người ta cũng không có nhập thuốc về để xài. Tiêu chuẩn ra viện thì cũng bệnh nhân giảm triệu chứng lâm sàng, giảm cái số lần dùng thuốc giãn phế quản và bệnh nhân chuyển sang thuốc hít được, kiểm soát bệnh đồng mắt, kiểm soát biến chứng thì bệnh nhân ra viện. Còn cái việc đo POF trên 60% thì cái này nó không phụ thuộc, không phù hợp với tình trạng ở Việt Nam, tại vì lưu lượng đỉnh ở Việt Nam không phải cơ sở nào cũng có và không phải bệnh nhân nào cũng có. Còn điều trị sau cơn cấp thì mình nhớ là thuốc giãn đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, điều trị là thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, quản lý sau này. Đối với bệnh nhân hen phế quản, điều trị kéo dài là corticoid đường hít. Thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn chỉ xài khi bệnh nhân lên cơn khò khè khó thở thôi. Do đó là cái điểm khác biệt trong quản lý hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mình vẫn thấy là có corticoid, vẫn thấy thuốc giãn phế quản. Nhưng mà đối với hen phế quản, kiểm soát nền viêm bằng corticoid đường hít là chủ đạo. Đối với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì sử dụng giãn phế quản tác dụng kéo dài là chủ đạo để làm giảm cái triệu chứng lâm sàng, giảm cái áp lực cấp cho bệnh nhân. Rồi, mà hen phế quản xong ha. Mình đi lâm sàng có thể mình ở trong bệnh viện thì mình ít gặp bệnh nhân bị hen phế quản hơn, thậm chí là có những tuần mình đi là không có bệnh nhân đâu. Với một cái nữa là chỉ định oxy á, cho bệnh nhân hen phế quản á, thì đối với bệnh nhân hen phế quản thì thường siêu hấp là do giảm oxy máu. Cái đó chỉ định oxy thì tùy, ví dụ như có thể oxy mũi không đáp ứng thì có thể sử dụng oxy mask. Oxy mask không đáp ứng có chỉ định thì thở qua thở máy không xâm lấn, mà nếu không đáp ứng nữa thì chuyển qua thở máy xâm lấn.
Do đó là đối với hen phế quản thì mình nếu lấy khí máu mà không có ứ CO2 thì có thể chỉ định thở oxy mask bình thường. Mình nghĩ điều có bạn hỏi là điều trị dự phòng hen mình có thể dùng corticoid kèm singulair không, thì mình sẽ thấy là những cái guideline điều trị của Gina từ 2017 trở về trước á, hen phế quản người ta sẽ phân bậc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5. Bậc 1 người ta kêu là sử dụng cái Montelukast như bạn nói đó, là singulair không cần phải sử dụng ICS, là corticoid đừng hết. Nhưng mà từ 2019 2020 hay đặc biệt là 2020 thì người ta nói là đối với bậc 1 là nên sử dụng ICS luôn, tại người ta thấy là đối với bệnh nhân mà hen phế quản á, thì người ta sẽ có cái tình trạng là viêm, cái nền viêm, do đó người ta thấy là cái Montelukast nó không có kiểm soát nền viêm hiệu quả bằng ICS. Do đó ngay cái bậc 1 là người ta đã yêu cầu sử dụng corticoid đường hết luôn, nhưng mà cái liều nó là liều thấp thôi. Vậy thì cái bạn hỏi là corticoid có sử dụng kèm với singulair được hay không? Nếu như cái ca của bạn mà sử dụng corticoid đường hít mà bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn, kiểm soát hoàn toàn triệu chứng thì không cần sử dụng kèm với cái singulair. Nhưng nếu như bệnh nhân bạn chọn bạn sử dụng corticoid đường hít mà liều thấp hoặc liều trung bình, thì vào các bậc mà bệnh nhân không đáp ứng, bạn có thể phối hợp với singulair, hoặc là bệnh nhân đó có kèm viêm mũi dị ứng gì đó thì bạn cũng có thể sử dụng kèm với singulair, nhưng mà ICS là bắt buộc, còn kèm hay không kèm thì tùy đáp ứng mỗi bệnh nhân và tùy vào bậc mấy. Nhưng mà thường bậc 1, bậc 2 thì không ai dùng, nếu mà ICS liều thấp hoặc liều trung bình đáp ứng thì không cần sử dụng với singulair. Mình ví dụ như một cái ca ha, một cái ca lâm sàng mức độ bậc như nhau, một bệnh nhân, một bác sĩ thì điều trị là corticoid ICS liều thấp, bệnh nhân kiểm soát hoàn toàn. Cũng cái ca đó một bác sĩ sử dụng ICS cộng với singulair, thì nếu theo như mình điều trị lâu dài thì dĩ nhiên mình sẽ chọn chỉ là ICS mà bệnh nhân kiểm soát tốt thôi, rồi mình giảm liều từ từ cho bệnh nhân. Thì thường về nguyên tắc giảm liều là người ta bỏ từ 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 từ, dụ như ca đó lúc đầu vô bạn có thể xài ICS với singulair, nhưng khi bệnh nhân đáp ứng thì người ta sẽ bỏ singulair, sau đó người ta sẽ giảm liều ICS từ từ, do đó cái singulair là không bắt buộc. Singulair một viên hình như mười mấy ngàn á, 10.000. Đối với giảm liều, về nguyên tắc giảm liều thì mỗi 3 tháng, 3 tháng giảm liều một lần. Nhưng mà cái mình học á, mình là sinh viên thì mình là điều trị đặc cấp, còn việc giảm liều thì thường dành cho sau đại học người ta mới quản lý. Còn nếu mình hỏi để mình biết thêm cái bệnh thì mình hỏi đi thi, không ai hỏi cái phần quản lý mấy bạn hết. Nhưng mà cái câu người ta có thể hỏi là dù như một cái ca hen phế quản mà người ta nhập viện nhiều lần vì cơn hen phế quản cấp quá, người ta sẽ hỏi là những lý do nào làm cho hen phế quản không kiểm soát. Đâu mình đi lâm sàng rồi, rồi mình cũng học bài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi, đâu mình trả lời thử ngay những lý do nào mà làm cho bệnh nhân hen phế quản không được kiểm soát hoàn toàn. Đâu Tuấn Anh trả lời thử.
Đúng, nếu mà cái ca đó xác định dị nguyên mà mình biết cái nguồn căn dị nguyên rồi mà mình vẫn tiếp xúc lại thì nó vẫn không kiểm soát được. Ví dụ như mình thấy đặc biệt là hen nghề nghiệp, nếu người ta dị ứng với cái mùi sơn đi, mình nói là cái ca này bị hen rồi đó, do dị ứng với đó đó nên thay đổi nghề đi, nhưng mà bệnh nhân nói với mình là giờ bỏ nghề không biết sống bằng gì, tôi vẫn phải làm, thì những trường hợp đó người ta vẫn dễ lên cái cơn hen. Ngoài ra có trường hợp là mình không biết bệnh nhân dị ứng với cái gì, thì những trường hợp đó mình mới phải làm cái test dị nguyên á. Thì bây giờ ở Cần Thơ cũng có rồi đó, bạn nào đi lãnh tiền học bổng nhiều quá không biết làm gì thì đi thử cũng được. Nhưng mỗi mỗi một loại hóa chất như 40.000 hay nhiêu, không biết giờ có rẻ hơn không. Rồi, trả lời là trời lạnh nhiễm siêu vi thức ăn, thì cái đó cơn hen nếu mà trời lạnh không lẽ ngày nào cũng lạnh. Dường như một cái ca trên cái cơ địa làm sao mà bị hen phế quản mà tái đi tái lại nhiều lần, kiểm soát không được cái cơn hen phế quản, không kiểm soát được thì còn tiếp xúc với dị nguyên là đúng rồi đó. Còn gì nữa? Đúng, sử dụng hết thuốc không đúng, hay nói cách khác là không biết sử dụng thuốc. Rồi thứ ba, hoặc là quản lý không phù hợp. Ví dụ như bệnh nhân đó hen bậc 4 mà mình cứ điều trị bậc 3, bậc 2 không, đâu có phù hợp đâu. Do đó là bệnh nhân đó vẫn vào cái cơn hen phế quản. Rồi gì nữa? Rồi mình nhớ nha, vẫn là bệnh đồng mắt. Bệnh đồng mắt, đặc biệt hen phế quản là thường đồng mắt chứ gì, biết không? Thường bị bệnh lý dạ dày á, xài mà không có kiểm soát bệnh lý dạ dày, bệnh nhân cứ trào ngược, sang tối nào ngủ cũng bị trào ngược hết, cứ khò khè khó thở. Còn một cái nữa, bệnh nhân coi chừng không phải hen phế quản, hoặc là bệnh nhân mình thấy triệu chứng khởi phát giống hen phế quản nhưng mà coi chừng bệnh ta bị dị vật á, dị vật đường thở á, bỏ quên á. Những trường hợp người ta ăn uống người ta bị sặc xương đó, người ta quên rồi cũng khò khè khó thở. Rồi mình có một trường hợp ở đại học y dược là chẩn đoán hen phế quản rồi điều trị thuốc gần 1 năm, quản lý 1 năm hen luôn, trên cơ địa có trào ngược dạ dày thực quản nữa, quản lý hai cái đó gần cả năm không có đáp ứng, giảm triệu chứng có giảm nhưng mà không hết hẳn, bệnh nhân nói tối nằm cũng khó thở, đàm thì lên rất là nhiều, chụp cái phim X quang ngực đó thì thấy có một cái nốt khoảng 0,5 cm à. Rồi đi chơi chụp CT luôn cũng cái nốt 0,5 cm, chẩn đoán hình ảnh đọc là nốt vôi hóa. Thì cái ca đó mình thấy đã điều trị tối ưu hết rồi, bệnh nhân không cải thiện thì mình mới cho bệnh nhân đi nội soi, nội soi phế quản. Thì nội soi phế quản thì mình hẹn qua bệnh viện, đợt đó là hẹn ở bệnh viện Đa khoa thành phố soi cho bệnh nhân. Bây giờ có hết sạch gì không, bệnh nhân nói là không, không có hết sạch gì hết. Thì nội soi thì khi mình soi cho bệnh nhân thì mình mới vừa vô tới cái phổi bên phải khoảng thì giữa, thì mình thấy là có một cái hộp giống như viên thuốc vậy đó, kích thước khoảng 0,5 cm, thì mình mới gắp ra cho bệnh nhân luôn. Thì mới giờ đi tới thanh quản bệnh nhân bị sặc cái nuốt luôn viên thuốc cho trong dạ dày, thì sau khi soi xong soi lại thì không thấy viên thuốc đâu nữa. Thì mới sau khi soi xong thì hỏi bệnh nhân là hồi đó giờ có hết sạch gì không, thì bệnh nhân mới nhớ lại là đúng là trước khi được chẩn đoán hen phế quản thì bữa đó bị cúp điện đang uống thuốc, uống xong thì chắc là lúc đó bị sặc cái viên thuốc đó. Rồi sau khi gấp được cái đó ra thì bệnh nhân hết khò khè khó thở, hết hen phế quản luôn. Do đó là một trong những cái nguyên nhân mà có thể chẩn đoán phân biệt cái hen phế quản là coi dị vật bỏ quên á, nó nhiều lắm.
Chắc là 4 giờ 35 mình học bài ung thư phổi nha. Nghỉ 5 phút.